bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Vai trò của lời nói là chuyện đã được nói đi nói lại rất nhiều lần, ai cũng biết, ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Vậy làm sao để cầm giữ môi miệng, nói những điều đáng nói để đón nhận ơn phước thay vì gieo rắc tai họa? Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Daphne Delay qua chủ đề Phước hay họa đều từ miệng mà ra. Khi con trai lớn của tôi được khoảng 2 tuổi, tôi thường đặt thằng bé vào trong bồn tắm để vừa trông con, vừa chuẩn bị mọi thứ để đi làm. Một hôm, thằng bé hỏi tôi xem nó có được chơi với chiếc tàu mới mà ba vừa mua vào ngày hôm trước không. Tôi bảo được và thế là nó thỏa thích vui đùa. Nhấp ngụm cà phê trong cơn buồn ngủ và tập trung vào việc trang điểm, tôi nghe con trai nói gì đó về đồ chơi của mình. Chỉ nghe được phân nửa còn lại thì đang chú tâm để trang điểm. Tôi bảo, ồ, đó là một chiếc thuyền tuyệt vời. Ngay lập tức, tôi nhận được lời chỉnh sửa, không phải thuyền, ba nói đây là chiếc tàu. Ờ, đúng rồi, chiếc tàu. Tôi đáp lại, trong khi vẫn chưa hiểu thuyền với tàu thì khác nhau như thế nào. Vài phút sau, cậu nhóc lắm lời của tôi tiếp tục kể về đồ chơi của mình. Không cần suy nghĩ, một lần nữa tôi lại nói, phải, đó là một chiếc thuyền đẹp. Lần thứ hai, thằng bé phản ứng, không, đây là con tàu. Nhìn lướt qua hình ảnh phản chiếu trong gương, trong khi vẫn tiếp tục công việc của mình, tôi nói, ừ, thì là vậy. Bạn có tin không? Vài phút sau, chuyện này lặp lại lần thứ ba. Con trai tôi đang kể về món đồ chơi của nó, còn tôi thì có những câu đáp lại một cách nửa tỉnh nửa mê. Đó là một chiếc thuyền tuyệt vời. Nhưng lần này thằng bé hét lên, mẹ! Tôi nhanh chóng quay lại, chỉ thấy con trai tôi đang cầm đồ chơi của mình và nhìn tôi với vẻ thất vọng mà nói, mẹ! Mẹ có thể nói từ chiếc tàu được không? Kinh Thánh chép, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn. Một tia lửa nhỏ có thể làm bùng cháy cả một cánh rừng rộng lớn biết bao. Gia Cơ chương 3 câu 5. Cuộc nói chuyện của tôi với con trai dù chẳng có gì to tát nếu đem so với những dông bão vẫn thường bùng lên từ một số câu chữ bình thường. Nước này chiến tranh với nước kia, vợ chồng cãi vã rồi kéo nhau ra tòa ly dị. Đôi khi tất cả chỉ bắt đầu bởi một số từ. Cái lưỡi là một vũ khí, đó là điều chắc chắn. Một lời nói bất cẩn hoặc đặt sai chỗ phát ra từ miệng của bạn có thể gây nên một đám cháy lớn. Bởi lời nói của mình, chúng ta có thể hủy hoại mọi thứ, biến hòa thuận trở nên hỗn loạn, bôi trò trét trấu vào mặt người khác, khiến cả thế giới tan tành mây khói với những đám lửa ngút ngàn. Những lời này thật đáng sợ. Mọi loài thú vật và chim muông, loài bò sát và sinh vật biển đều có thể chế ngự được và đã từng bị loài người chế ngự rồi. Nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi. Một vật xấu xa không sao kiểm soát được, đầy dẫy những chất độc chết người. Chúng ta dùng lưỡi để chúc tụng Chúa, cha chúng ta, và cũng dùng nó để nguyền rủa loài người, là loài được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Từ một miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa sao? Thưa anh em của tôi, đừng như vậy. Gia Cơ chương 3 câu 7 đến câu 10. Tôi vẫn không biết sự khác biệt giữa một chiếc thuyền và một chiếc tàu là gì. Ngoại trừ một chiếc thì nhỏ và được sử dụng để đi đánh cá, đi gần, trong khi chiếc còn lại lớn hơn nhiều và thường được nhìn thấy trên đại dương. Nhưng tôi tin mình có thể biết sự khác biệt của chúng một cách rõ ràng hơn nếu tôi dành thời gian nghiên cứu. Cũng vậy, nếu tôi quan tâm đến những điều làm ô uế đời sống tôi và làm buồn lòng Đức Thánh Linh, tôi có thể học biết được. Kinh Thánh chép, ai muốn yêu sự sống và thấy những ngày tốt đẹp thì hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác và môi mình khỏi nói lời xảo quyệt. Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 10. Tôi có thể không thuần phục được lưỡi của mình một cách hoàn hảo, nhưng tôi có thể lựa chọn lời nói của mình. Chúa Giê-xu nói điều đó bắt đầu với những gì chúng ta đặt trong lòng. Vì có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. Ma-thi-ơ chương 12 câu 34. Khi lời Đức Chúa Trời trở thành điều ưu tiên trong cuộc sống của tôi, một lợi ích đó là những gì từ lòng tôi sẽ tuôn tràn qua môi miệng tôi
như Châm Ngôn chương 17 câu 27 chép: Ai nói năng dè dặt là người có tri thức, ai có tính điềm tĩnh là người thông sáng. Nếu tôi có thêm tri thức về những chiếc tàu thì có lẽ đã không khiến cậu con trai mình phải buồn bã thất vọng. Tương tự như vậy, khi tôi hiểu về vai trò của cái lưỡi và những gì nó có thể gây ra, tôi tin rằng khả năng mình là nguyên nhân tạo ra xung đột sẽ ít hơn. Lời nói của tôi có thể vô ích, khó chịu, hấp tấp, bất cần, không chân thành, kiêu ngạo và ác ý. Hoặc lời nói của tôi có thể khiêm tốn, hữu ích, chân thành, tôn trọng, mềm mại và tử tế. Và giống như những cơn gió dữ dội tác động đến con tàu trên biển khơi, tôi có thể sử dụng bánh lái trong miệng để điều hướng các cuộc trò chuyện từ gay go, dữ dội, ác ý trở nên thuận hòa, yên ổn. Chắc chắn sẽ có những lúc tôi bất cẩn trong lời nói của mình, nhưng chính những gì tôi chọn giữ trong lòng đã giúp tôi không bắt đầu đốt lên đám lửa. Tôi là chiếc tàu và lưỡi của tôi là bánh lái điều chỉnh hướng đi. Bạn có thể nói chiếc tàu được không? Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con biết việc cầm giữ môi miệng thật khó, nhưng con tin rằng Đức Thánh Linh là đấng ngự trong con sẽ giúp con. Xin đổ đầy tấm lòng con bằng lời của Ngài, để những gì con nói ra khiến Ngài vui lòng và ích lợi cho người khác. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, lời nói của bạn đang đem đến phước lành hay gieo rắc tai họa? Bạn hoàn toàn có thể chọn lựa phước lành bằng cách đổ đầy tấm lòng mình với lời Chúa và mong muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ trước về kết quả và hậu quả của lời nói mình. Chắc chắn điều bạn nói ra sẽ khác. Thank you.
quay vui mừng cảm tạ Chúa khi nhận được rất nhiều những tin nhắn và phản hồi từ con cái Chúa khắp nơi gửi về cho chương trình tỉnh nguyện hàng ngày. Cảm tạ Chúa, mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy, nhóm tỉnh nguyện chúng tôi đã thay phiên nhau hướng dẫn học Kinh Thánh qua những bài học từ quanh quê. Chúng tôi đã chia sẻ cho nhau nghe về những gì học được từ Chúa qua chương trình này. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn chương trình tỉnh nguyện hàng ngày của quanh quê đã giúp tôi nhận ra những điều Chúa dạy dỗ thật quý báu trong cuộc đời này. Nếu quý vị được khích lệ qua chương trình, vui lòng bấm theo dõi kênh, chia sẻ chương trình này cho bạn bè, người thân để mọi người có cơ hội được tiếp cận với lời Chúa mỗi ngày. Hoặc nếu quý vị có thắc mắc, góp ý nào, xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên website, YouTube, Facebook hoặc gửi email về địa chỉ chia sẻ@quanquay.vn. Quý vị cũng có thể dự phần dâng hiến cho chương trình này thông qua các phương cách trên hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0896164199. Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.